Để sữa vào đã. Bây giờ mình phải xay cái này đi để làm kem. Chị thì ăn kiểu gì đấy ta? Ngon nhở? Cái này có nhiều kem là ngon nhất luôn đấy. Chị một đứa em một nửa nhá. Ngon chuẩn không mẹ? Cái bánh cuối cùng đã xong. Trời ơi, ngon quá à. Đấy, mình đã học được cách làm bánh phồng lan đấy. Đổ sữa vào đã. Bây giờ mình phải xay cái này đi để làm kem. Cái này chắc xì xì sàng bất ngờ luôn. Lần đầu tiên được ăn được món ngon như này. Bây giờ công nhận là máy xay đẹp thật đấy, là máy đánh trứng, đánh kem. Thế mình sẽ có kem và rắc lên cho sushi. Rất là ngon luôn, mình sẽ đổ vào đây. Đấy, cẩn thận nó dính vào là chết đấy. Đây gọi là nghệ thuật nấu ăn đó. Ở đây cho nó đáp bán. Ủa sao mãi giờ này sushi vẫn chưa sang nhỉ? Trong lúc chơi tranh thủ đợi sushi, mình sẽ bày cho sushi. Giáo mình dạy là như này đúng không? Thật. Ủa em sao rồi? Nhanh nhanh. Dồi ôi em nhìn này, chị đang làm nghệ thuật đấy. Trang trí bánh em nhìn thấy chưa? Thơm không? Thơm không? Ngửi đi, ngửi đi. Thơm không? Thế nhưng mà ăn không này sao ăn được? Sao ăn được? Thế em ăn đi gì? Ăn không như này nó cứng lắm. Em nhìn đây này, đây là sô-cô-la mà chị sẽ đổ từng cái một ra đây. Đó, wow. Trời ơi, nó hỏng mất của chị rồi, chị chưa giỏi về khoản này. Bây giờ em ăn thử đi. Này, mời em. Chị ở đây, ngồi sát vào đây, ngồi sát vào đây. Trời ơi, mà em đi đâu mà lâu thế, từ sáng giờ không thấy đâu. Bây giờ chị làm tiếp cái nữa nha. Em đang chơi. Báo sẵn cho người ta làm cho ăn rồi còn. Đó, đây là cô giáo chị dạy đấy. Đi học là rất là kỳ công luôn. Em ơi nhìn này, bây giờ nó sẽ thành một món nghệ thuật luôn nhá. Nhìn thế này. Cầm lại hất phát nó thành hình luôn. Đó. Đó. Đấy. Thế xong bắt đầu mình mới từ từ mình đưa chiếc bánh của mình ra. Tại chị chưa có kinh nghiệm nên là chị đổ một cái là nó bị toét. Đó. Hai cái, giờ ăn thử đi, hai chị em mình cùng nhau ăn thử. Tới rồi, ngồi đi, trước khi ăn em phải ngồi. Thơm lắm. Này, em ăn nếm thử kem chị vừa đánh xong á. Thấy chưa? Đây này, tất cả là nhờ cái máy đánh kem này, em nhìn nhé. Đấy, nè. Đấy, nó đánh mạnh chưa? Ngày xưa chị đánh bằng tay nó không ngon như thế đâu. Bây giờ chị đi học ở đây thấy cô giáo sắm cái máy như này, chị mua cái máy như này về để làm đấy. Úi trời ơi, ai này ăn như thế? Ăn uống nó phải một nghệ thuật, em nhìn chị này. Bổ nó ra như thế này. Thế em có xúc được đâu? Trời ơi. Xong như thế này, xong mình sẽ ăn thêm một phần cái kem ở phía dưới này nữa, nó mới ngon. Em hình như làm nghệ thuật nó khó lắm em. Không có ăn được à? Trời, chị đi lấy cho cái đũa. Ăn bánh ăn cái đũa, trời ơi. Trời ơi, cái bánh này mấy mà khó ăn. Đây, chị đem cho em cái gì á? Sao ăn nhanh vậy? Cầm đĩa đi. Ta cho cái khác. Trời ơi, vậy thì làm sao mà chị làm kịp được cho em? Đây. Đó. Wow. Đó. Còn nhìn chị này, sọc đũa cho nha. Ngon tuyệt vời luôn. Cái bánh không ngon này. Chua chua ngọt ngọt đúng không? Cộng thêm cái kem của chị rất là sánh, thơm. Nên là rất là ngon luôn. Chị không ngờ tay nghề của chị dạo này lại lên đến như thế. Khoan được không? Lấy dĩa cắm. Đúng rồi đấy. Trời ơi sao ăn này khó vậy ta. Nhưng mà kem của chị làm ngon không? Ngon ạ. Ngon đúng không? Em chưa kiểu ăn như này. Em chưa kiểu ăn như này, chị cũng chưa kiểu ăn như em luôn. Ngon, đặt cái máy ăn kem rồi.
Nào, em ăn kem nữa cho bà nhá. Đang nghe. Em công nhận cái kem này ngon thật luôn ấy. Ngon lắm. Ui, ngon đấy. Trời ơi, chị ăn đũa cọc cạch nè. Em ăn nữa không? Ăn bánh không ăn nữa không? Ăn đi, ăn nhanh ăn. Trời ơi, mình làm 4 cái nó chơi ăn 3 cái rồi. Mình còn có được ăn 1 cái à. Nhưng thôi không sao, biết là em ăn là chị vui rồi. Ui, cái mồm trông nó xinh như kìa. Đây, một cái. Nó dựng gắt. Ngon không? Bây giờ nhá, còn cái cuối cùng. Em nhìn này. Cô giáo chị còn dạy cả cách như này nữa. Mình trang trí luôn này. Wow. À, ngon chưa? Như một chiếc bánh sinh nhật luôn. À, kem nó đổ đều xuống. Wow. Để chị đổ hết kem này ra. Cái cốc đựng kem này của chị đẹp không? Cô giáo chị tặng đấy. Hôm chị đi học buổi đầu tiên cô giáo chị tặng luôn. Cô giáo chị bảo muốn nấu ăn ngon lắm, mọi thứ phải xinh đẹp. Đấy, em nhìn đây. Thành một cái quả luôn. Đó, chị xinh đẹp. Cho chị ăn với. Cô em có gì em sẽ ăn hơn, đúng không? Đây. Chị thì ăn kiểu gì đây ta? Ngon nhở? Cái này có nhiều kem là ngon nhất luôn đấy. Chị một đứa em một nửa nhá. Ngon kiểu cú mẹ. Ăn siêu vậy trời. Chị ăn này. Ngon thế. Ôi. Ui cái mồm mẹ. Đi giờ mồm. Đi nhanh nhanh. Trời ơi đi đi đi. Nào. Ơi ăn xong mồm miệng kẹt nào. Đây nhìn chăm chị chăm mới tập dày đẹp chưa? Đấy, đi học ăn nó bị quá. Nó đòi uống sinh tố dâu đây. Mình đã say rồi. Cái cà phê của mình thế nào? Uống lên cho nó nóng cái nào. Công nhận là từ ngày có những cái đồ điện tử này tiện thật đấy. Thế là có cà phê dùng luôn, thơm lừng luôn. Trăng trưng 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 trời ơi. Buổi sáng ngày nào cũng vất vả chuẩn bị mấy món này cho em ấy ăn cho được. Rồi đấy, trời ơi, sinh tố này thì cứ gọi là ngon luôn. Một quả trứng. Sao hôm nay Sông Si đi tập thể dục lâu thế nhỉ? Mát ra. Ồ, em về rồi hả? Rồi, vừa chín rồi này. Đây, chị nào cả bánh bao hấp cho em đây. Ui giời. Em đi đánh răng đi nhanh nghe đây nào. Rồi bà ăn sáng đi rồi còn đi học đi làm nào. Phải nào cũng thế, lâu ơi là lâu luôn. Đấy. Rồi, bánh bao. Bánh bao này vẫn chưa chín. Em sang ra này. Ờ, đây để chị làm nóng lại cho một tí. Trời ơi, mới đó là em cấp sinh tố và em khát nước quá rồi. Đi tập thể dục về mệt rồi đúng không? Chị ngày nào cũng vất luôn. Cũng vất vả nấu cơm cho em ý nhỉ? Bởi vì em là đứa em tuyệt vời nhất của chị mà. Chị không nấu thể chị không nấu cho em thì nấu cho ai? Đó, chị gấp bánh bao cho em. Hôm nay em ăn xôi với trứng hay mấy bánh bao đúng không? Vâng ạ. Đây, bánh bao đây. Xôi đâu? Xôi kia chờ chị một tí, chị vừa nó vừa xôi rồi, sắp là chắc là được rồi đấy. Xôi rồi em. Xôi rồi. Ừ, xôi rồi. Bữa sáng như này là đảm bảo nhất, ăn xong rồi chúng mình cùng nhau đi nó học đi em nào. Em chờ chị một tí. Chị đây vào đây. Thấy chưa? Đúng là sushi mua nhà mình có đầy đủ đồ như này nên là rất là tiện đúng không em? Khát nước. Đây 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 chờ chị một tí. Trời ơi. Cứ bình tĩnh nào. Đó. Đây, đây là nước ép của em nè. Em đáp nha. Ừ, đây là cơm này. Cơm này. Đó. Sinh tố. Ừ, em uống sinh tố còn chị uống cà phê. Đây, cốc nhiều cái này. Ừ, cà phê của chị ha, uống cà phê đi làm cho tỉnh táo. Ừ. Không nhận cái máy này tiện thật đấy. Cốc sáng nhiều cái à. Ừ. Ok nè. Chúc ngày mới vui vẻ ạ. Công nhận là ngon thật đấy. Từ ngày chị mua cái này chị em mình nhàn bao nhiêu đi. Ngon bác sĩ thử ngon. Ngày trước cứ sáng nào chị cũng pha cà phê sẵn không có ngon thế nào cả. Bây giờ mình uống cà phê này ngon. Đây, xôi của em đây. Cái nồi này công nhận nấu ngon thì em nhỉ. Vừa nấu em cơm có... vừa nấu. À? Chờ chị một tí. Ui. Bỏ ra xem nào. Rồi bỏ ra cho nó đơn nóng tí, rồi tí chị lại cho vào. Xôi ngô ngon không em? Ừ, chị mua được cái ngô này rất là non luôn của nhà bác Cảnh ở bên cạnh đây em. Ừ, ok.
cho vào đây. Nóng không em? Nóng. Đấy. Đây, để đây nhá. Ăn hết thì lại lấy. Ăn trứng đi em. Đây, trứng của em đây. Hôm nay không ăn trứng à? Em sáng ra phải ăn một quả trứng. Quả trứng có rất là nhiều tốt em. Em ăn à? Để em ăn xôi đi. Để ăn xôi với trứng vậy. Thế nào, sinh tố dâu tây ngon không? Ngon lắm. Đấy. Em uống sắp hết rồi. Dâu lại chị mua nhà bạn chị nên là rất là ngon. Ép thêm uống. Hai. Em ăn thêm gì nữa không? Thôi em ăn thế đi học còn sao được, ăn thêm cái bánh bao đi. Không ăn thêm bánh bao là chị không đồng ý đâu đấy. À, ăn xôi cũng được. Này, em ăn xôi đi. Không biết gắp đúng không? Không gắp được không? Ui, trời, ăn cả nồi xôi của chị luôn hả? Ăn cái này nó ăn chưa luôn. Đấy, em thấy không? Cái nồi này tuy nhỏ nhưng mà hai chị em mình ăn thoải mái luôn. Chị ăn cái này, chị ăn anh đào vậy. Bánh bao ngon quá. Ngon không? Sướng ngon không? Cái chị rớt rồi, chị rớt rồi. Ủa. Một buổi sáng gì mà uống hết cả một cái đấy của chị luôn. Đây, cà phê này ngửi xem mùi không? Thơm đúng không? Máy pha cà phê này ngon, nhưng mà em chưa đủ tuổi để uống đâu cưng. Ngon. Em nói thiệt vậy. Không thích cà phê à? Chị rất là thích cà phê luôn. Buổi sáng họ uống một cốc cà phê à. Chị cảm thấy nó rất là minh mẫn để cho mình làm việc. Bởi vì em chưa phải đi làm việc. Từ từ thôi em, ăn từ từ thôi. Chị có thể ăn mấy vòng. Em đang đói. Đang đói à? À, sáng em tập thể dục, sáng em chạy được mấy vòng? Ủa, 5-6 vòng quá. Chạy nhiều thế. Chạy thế là mệt lắm ấy, đúng không? Đấy, ngon nhở? Cà phê thơm lắm. Tí nữa chị phải làm một bình mang đến cơ văn phòng. Lúc nào mà chị buồn ngủ một phát là chị uống luôn. Thế là tỉnh ngay. Thế là tỉnh ngay. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.